Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến kênh Rồi Đi Bàn Về Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử Hoa hậu Trần Thị Hương Giang. Trần Thị Hương Giang sinh vào ngày 14 tháng 1 năm 1987, là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2009 và chung cuộc lọt vào top 16 người đẹp nhất. Trần Thị Hương Giang là người từng thử sức và chinh chiến tại nhiều cuộc thi Hoa hậu lớn nhỏ khác nhau. Năm 2004, Hương Giang đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2004 nhưng không lọt vào vòng chung kết. Nguyễn Thị Huyền là người đã đăng quang trong cuộc thi này. Năm 2005, Hương Giang đăng ký dự thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005 và lọt vào top 10 đồng loạt giải phụ mái tóc đẹp nhất. Năm 2006, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Hải Dương và giành thêm giải phụ thí sinh ứng xử hay nhất. Cùng năm, cô đại diện Hải Dương tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 và được chọn vào top 10 người đẹp nhất. Tuy không nằm trong những ngôi vị cao nhất, nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 là dấu mốc quan trọng khởi đầu cho sự nghiệp của Hương Giang. Kể từ đây, tên tuổi của cô đã được nhiều người biết tới và để ý từ thành tích đạt được từ cuộc thi. Năm 2007, Hương Giang đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á, song không nhận được giải thưởng nào. Năm 2009, Hương Giang dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tổ chức tại Mỹ và đoạt danh hiệu Á hậu 2 cùng hai giải phụ là Hoa hậu ảnh và Miss Adorai. Lý do cho câu hỏi tại sao đi khá nhiều các cuộc thi Hoa hậu, Hương Giang phát biểu: "Tôi là người may mắn khi có nhiều cơ hội đến với mình và tôi cũng biết cách nắm bắt những lý do cơ hội đó. Tuổi trẻ và nhan sắc chỉ có một thời, tại sao không cố gắng để sau này phải hối tiếc?" Vào cuối năm 2009, Trần Thị Hương Giang được công ty người mẫu PL đề cử đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới năm 2009 tại Nam Phi. Trước khi dự thi, cô không được nhiều người tin tưởng vào việc sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng tại Miss World 2009 do đã nhiều lần không thành công tại các cuộc thi sắc đẹp trước đó. Nhưng sau khi lọt vào top 12 Hoa hậu biển, rồi Á hậu 1 cuộc thi siêu mẫu, thì Hương Giang đã thật sự làm mọi người nhận thấy cô có thể làm được những gì. Với lợi thế là chiều cao tốt, nụ cười tươi đã giúp cho Hương Giang giành được vé lọt vào top 16 từ chính sự lựa chọn của ban giám khảo. Vào đầu năm 2010, theo những cuộc bình chọn trên trang web Khoban, Hương Giang đã được một loạt các giải thưởng của trang web này như top 3 đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 gương mặt của năm. Sau đó, Hương Giang còn có tên trong top 10 hoa hậu và danh hiệu hoa hậu các hoa hậu châu Á cũng do chính trang mạng này khởi xướng và bình chọn. Đằng sau những danh hiệu, Hương Giang từng là học sinh lớp chuyên địa lý trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương. Năm 2005, cô thi đậu vào khoa quốc tế trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 2007, cô chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh học khoa báo chí truyền thông tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Hương Giang hiện vẫn đang theo học tại đây và dự định theo đuổi nghề truyền thông sau khi tốt nghiệp. Ngày 23 tháng 10 năm 2010, tại đảo Phú Quốc, Hương Giang kết hôn với Liu Jia, người Hồ Bắc Trung Quốc sau 2 năm yêu đương. Liu Jia làm việc tại một hãng hàng không của Trung Quốc có chi nhánh ở Việt Nam. Ngoài ra, cô cũng đều đặn xuất hiện tại các buổi biểu diễn thời trang và sự kiện khi được mời.